Cả nhà mình là Khánh Toàn đây. Hiện tại thì mình đang có mặt ở hẻm 338 đường Âu Cơ ngay trường Phạm Ngọc Thạch nè. Thì bên đây là tiệm cháo sáng ký, mua rất là đông, mọi ăn hết chỗ luôn rồi nên mình mua về nhà. Đây là xá Sùng hả? Là trùng biển đó. Đặc biệt ở chỗ này. Lát về tới nhà mình sẽ review cho các bạn coi cháo nó có những cái gì nha. Một con như vậy là 42.000. Cái này là đầy đủ. Có tim, gan, phèo, cật, cá. Đủ thứ hết. Còn cái tô bên kia của mình thì mình không ăn xá sùng. Mình nhìn cái con thì mình thấy sợ. Thấy chưa, chắc đã chồng kìa. Kèm theo một bịch nước mắm nữa. Nước mắm gừng hả? Nước tương, cái này giống cháo lòng. Còn nước tương là cháo tiều. Rồi. Chỗ này thì bị cái hơi đông nên đợi hơi lâu. Mà giá rẻ hơn cháo tiều. Thôi, cháo tiều mà. Chết thôi.